Chiều nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp 3D tại hầm đường bộ Hải Vân. Tình huống giả định theo phương án diễn tập là vào lúc 15 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2020, xe tải có động cơ 9 tấn, động cơ diesel lưu thông qua hầm Hải Vân theo hướng Đà Nẵng-Huế, bất ngờ bị nổ lốp trước, gây mất lái và vào thành hầm. Cùng lúc này, xe khách chạy cùng chiều phía sau không giữ được khoảng cách nên tông vào xe tải, làm thùng dầu xe tải bị vỡ, nhiên liệu tràn ra ngoài, gây cháy lớn và cháy lan đến xe khách, sinh nhiều khói và tỏa nhiệt cao, dòng giao thông tắc nghẽn kéo dài. Ngay khi đám cháy xảy ra, trung tâm điều hành phát lệnh đóng hai cửa hầm, ngăn các xe đi vào hầm, triển khai các bước xử lý theo phương án, hướng dẫn mọi người thoát ra xa vùng cháy. Cùng lúc này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng điều hai xe chữa cháy có mặt tại hiện trường, triển khai đội hình lăn phun bọt, phun nước làm mát dập tắt đám cháy, phối hợp với Công an quận Liên Chiểu, Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Hiệp và Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Lộc tổ chức cứu nạn cứu hộ, điều tiết giao thông. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, giao thông qua hầm được khôi phục bình thường.